Vâng, Đồ Gỗ Tùng Tám xin kính chào các bác nhá. Còn hiện tại là 3 giờ chiều của ngày 25 tháng 10 năm 2020. Vâng, thì em đã có mặt tại nhà ông Nguyễn Hồng Lạc. Vâng, nhà thờ chi của ông Nguyễn Hồng Lạc. Thôn Phú Kê, xã Thái Học, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương. Vâng, để lắp đặt cho gia đình một bộ đồ thờ gồm có cuốn thư, câu đối và sập thờ và cửa võng. Vâng, trên hình ảnh quý vị đây là một nhà thờ chi nhá. Vâng, chi hai họ Nguyễn của ông Nguyễn Hồng Lạc đây. Vâng. Vâng, thôn Phú Kê, xã Thái Học, quận Bình Giang, Hải Dương. Vâng, thì quý vị cùng tham khảo một cái nhà thờ chi đây của gia đình bác đây, rất là đẹp. Đã hoàn thiện xong. Không gian rất là đẹp đây. Các gia đình đang chuẩn bị là di chuyển những cây cảnh cho nó vào vị trí sắp vào khánh thành nhà thờ đây. Vâng. Rất là đẹp. Vâng. Đấy, có những cây rất là chi là đẹp nhé. Vâng. Ngôi nhà thờ được ngói rất là đẹp các bác. Rất là rộng rãi. Rất là rộng rãi các bạn. Và ngôi nhà làm theo kiểu cổ kính. Và sau đây thì em sẽ các bác sẽ cùng em vào bên trong để bác mở cửa cho em gái cả chỗ giữa cái. Các bác cùng vào bên trong mấy em để cùng tham khảo cái mẫu nhà nhé. Cửa gỗ hết bằng chất liệu gỗ lim đục rất là đẹp. Làm theo đúng kiểu cổ. Tấm cửa các bác làm theo cửa bức bà ngày xưa này. Đục hoa văn rất là đẹp. Vâng, đây em vừa mới lắp xong bộ phòng thờ cho gia đình bác đây, gồm có cuốn thư này, cửa võng này, câu đối và là sập thờ. Và thì toàn bộ chất liệu bằng gỗ gụ đó các bác nhé. Và trên cuốn thư được chạm ba chữ là Đức Liêu Quang trên nền gấm, và hai bên hai câu đối là Tổ Tông Công Đức Thiên Nhiên Thịnh, và bên này là Tử Hiếu Tôn Hiền Vạn Đại Vinh. Đây bao gồm cửa võng mẫu mai hóa. Và trên phần mái các bác làm rất cẩn thận, cầu phong ly tô lập ngói âm dương đúng kiểu lối cổ ngày xưa đấy. Và thì các bác nào có nhu cầu sắm một bộ đồ thờ như nhà thờ của bác Nguyễn Hồng Lạc ở thôn Phú Khê, xã Thái Học, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương này, thì sẽ xin liên hệ cơ sở Đồ Gỗ Tùng Tám nhé. Cơ sở em nằm tại xã Văn Cúc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Còn chuyên thi công lắp đặt các đồ gỗ, đồ thờ rồi thì giường tủ các loại. Rất chi là đẹp. Rất là rộng rãi các bạn. Hai cột trụ đục để chạm khắc bằng đá nguyên khối các bạn ạ. Hai dòng chữ nho của câu đối hai bên cột cổng là bác đọc rồi được bác. Cái lần trước này là vâng. Cây chung nghìn nhánh sinh từ gốc. Vâng. Bên này là nước chảy muôn dòng phát tại nguồn. Vâng. Bên này là nước chảy muôn dòng phát tại nguồn. Còn bên kia là cây chung nghìn nhánh sinh từ gốc. Cây chung nhìn ngánh sinh tại gốc. Sinh từ gốc. Sinh từ gốc.
Vâng. Nước chảy muôn dòng phát tại nguồn. Nước bên này là nước chảy muôn dòng phát tại nguồn. Vâng. Câu đối rất là hay. Vâng. Thế mấy chữ trên nóc cái là chữ gì bác? Cuốn thư trên ạ. Tộc Nguyễn Ất Chi Từ. Tộc Nguyễn Ất Chi Từ. Tức là chi từ đường chi hai họ Nguyễn. Từ đường tức là dịch ra tiếng Việt gọi là từ đường chi hai họ Nguyễn. Vâng. Thế là cái chữ nho này nó ý nghĩa nó rất là sâu. Vâng. Vâng. Tộc Nguyễn Ất Chi Từ. Vâng. Tức là dịch ra là từ đường chi hai họ Nguyễn. Vâng. Vâng vâng. Rất hay. Được các thợ nghệ nhân của Hải Dương điêu khắc đúng là rất là đẹp. Đây là quận Huế là. À thợ Huế trong Huế ra. Vâng vâng. Và các bác đã đón thợ tận trong Huế ra để chạm khắc những cái cột đá và trên mái ngói và những con lân con phượng rất là chi là hoành tráng các bác nhá. Và đây là họ một nhà tư đường này của chi hai họ Nguyễn. Và thì xin cảm ơn các bác đã theo dõi video của cơ sở đồ gỗ Tùng Cám nhá. Và thì các bác nào yêu thích thì sẽ xin đăng ký kênh. Vâng, để được cập nhật thông tin mới nhất hàng ngày của cơ sở chúng em rất là hay đi lắp các đồ thờ của các ngành thợ họ. Vâng. Xin đăng kính, xin quý vị đăng ký kênh để được cập nhật thông tin mới nhất và truy cập vào website đồ gỗ tùng cám.co. Xin cảm ơn mọi người nhé đã chia sẻ hết video của đồ gỗ Tùng Cám anh em nhá.